nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điện ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, chỉ thực hiện tiện vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, Phật diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc đua trong thiện. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi kinh lễ bái Tam Bảo. Nam A Di Đà cho con nói với nguyên sư cầu nguyên trang nhật hành chưa có sai đổi, nguyên sư có thể vào cái email của thượng tọa giác đẳng cho nguyên sư. Dạ. Bài học hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma do tỳ kheo giác đẳng biên soạn, bài 57, nhóm thuộc tánh nguyên tắc Virati, chánh hữu Samma qua cha, chánh nghiệp Samma Kammanta, chánh mạng Samma Achiwa sẽ được thượng tọa giác đẳng giảng giải. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tề Siêu dẫn nhập đại học ngày hôm nay. Dạ, con kính nhân quý đến ngài ạ. Kính tâm mục của thầy, kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư tăng. Kính chào thượng tọa giác đẳng cùng chư tăng đức, kính chào tất cả quý tu nữ quý phật tử, kính bạch quý đại kính thưa quý vị. Nhóm thuộc tánh tịnh hảo gồm có 25 tâm sở. Trong 25 tâm sở đó thì có 19 tâm sở tịnh hảo biến hành. Thì 19 tâm sở này là thuộc tánh tương ương với tất cả 91 tâm tịnh hảo. Trong đó, trong 25 tịnh hảo đó, thì có 6 cái 10, bỏ ra 19 tịnh hảo biến hành thì còn lại 6 thứ. Tức là chánh niệm, chánh niệm, chánh mạng, bi, tùy hỷ và trí tuệ. Thì 6 thứ này gọi là tịnh hảo biệt cảnh. Ở trong tâm bất thiện cũng có tình bất thiện biến hành, bất thiện biệt cảnh. Ở trong tâm sở tự tha thì cũng có tự tha biến hành và tự tha biệt cảnh. Tại sao gọi là biệt cảnh? Bởi vì sáu cái tâm sở này mặc dù nó là tâm sở tịnh hảo nhưng nó không phải là phối hợp
với tất cả chín mối tâm tình hảo đâu. Có một số tâm tình hảo thì nó phối hợp, nhưng một số tâm tình hảo thì nó không phối hợp. Và phối hợp nó đi, nó bất định. Chút xíu nữa chúng tôi sẽ trình bày thêm về cái vấn đề này. Nhưng mà hôm nay trong ba cái tâm sở mà chúng ta học là chánh ngữ, chánh kiến, chánh mạng. Ở đây chúng tôi dẫn đẳng giáo sư môn tâm pháp, chúng tôi xài ý nghĩa là nguyên tắc. Nhưng ở đây cái chủ nguyên lý tính, ngày xưa ngày và thời tiền sử lúc đầu thì ngày dịch là giới phần, thấy lấy theo ý nghĩa, lấy theo ý nghĩa của tâm học gọi là si lát là giới, cho nên gọi là giới phần. Nhưng thật ra thì cái chữ nguyên ra tí sau này ngày chỉ là ngăn trừ phần, bởi vì chữ nguyên ra tí tức là từ động từ nguyên ra mặt tí, mà gọi là nguyên ra mani là một cái biến thể khác của động từ nguyên ra mặt tí. Nó xài tương đương với chữ nguyên tí. Thì ở đây ngăn trừ hay là kiên tránh, bởi vì nó kiên tránh những cái ác pháp của thân của khẩu. Còn khi mà chúng ta xài những nguyên tắc đó, nghĩa bóng mà chúng ta xài nhưng mà dù cho xài từ nhiều từ nào đi nữa, ở đây khi mà được dẫn giải thì chúng ta cần phải lưu ý một vài điểm thêm chốt, thì chúng ta sẽ nghe Thượng Tọa Giác Đẳng sẽ trình bày về ba cái thuộc tánh này. Bây giờ thì mời cô Nhật Quỳnh đọc cho chánh văn của bài học, sau đó xin cùng tỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Nam mô Bụt Thầy. Sa thủ chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trị Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, con xin phép được học phần chánh văn. Dạ, cảm ơn. Dạ, con tri ân sư. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã không biết được tín hiệu. Bài học hôm nay bài 57 nhân thuộc tánh nguyên tắc Virati, chánh ngữ Samma Vaca, chánh nghiệp Samma Kammanta, chánh Ajiva. Nhóm thuộc tánh nguyên tắc kiên tránh Virati gồm ba thuộc tánh: chánh ngữ Samma Vaca, chánh nghiệp Samma Kammanta, chánh mạng Samma Ajiva, là những thuộc tánh có chung đặc điểm là kiên tránh vì nguyên tắc sống. Có ba trường hợp của sự kiên tránh. Một là vì quan niệm đúng sai. Thí dụ một thiếu niên được giáo dục trong môi trường không sạch sanh, thì khi gặp trường hợp
Ai đó rủ đi câu cá, thấy thì từ chối vì không chấp nhận sát sanh. Trường hợp thứ hai là một người thọ trì ngũ giới hay bát quan trai giới, nên tránh xa việc sát hại dù là việc mưu sinh. Trường hợp thứ ba là một người không sát sanh vì đã đoạn tận phiền não, trở nên hoàn toàn vô hại. Nói chính xác, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là gì? Chánh ngữ samma vacca là thái độ đoan chính trong cách truyền đạt, đặc biệt là lời nói. Một trong những thể hiện quan trọng của hạnh nghiệp đạt truyền thông. Ngoài lời nói cũng nên hiểu những cách biểu đạt khác như viết lách, nhắn tin, vân vân, đều là những cách liên hệ với ngôn ngữ. Chánh nghiệp samma kammanta là sự nguyên tắc hành động vô hại đối với chúng sanh cũng như bản thân. Nên chú ý là khi đơn cử thì Đức Phật chỉ nói ngắn gọn như không sát sanh, không trộm cắp, vân vân, nhưng bao gồm nhiều điều đôi khi bất thành văn, như không đánh đập gây hại cho chúng sanh qua sự tàn phá môi sinh, vân vân. Chánh mạng sammaha chi quá. Mẹ đang cầm mic cho mẹ chút. Tà sinh kế lương thiện. Nuôi mạng không phải chỉ là cách sinh tồn mà còn nói lên quan khuynh hướng sống cố hữu của mỗi con người. Nếu vì sự sống còn của mình mà tạo ác nghiệp thì người có trí không làm, ví dụ như những nghề bán các con thú, hai bán vũ khí, độc dược, vân vân. Cách nuôi mạng có ảnh hưởng lớn đến sinh mạng khác qua thói quen và thái độ. Một người sống bằng nghề sát sanh, trộm cắp, không thể ngồi thiền với tâm ý an tịnh. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng theo cách nói vĩ mô. Thuộc tánh, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng sanh khởi trong các tâm tịnh hảo tùy theo trường hợp, chứ không phải luôn luôn có như những thuộc tánh tịnh hảo biến hành. Điều này nghĩa là những thuộc tánh này chỉ có mặt khi có trường hợp tương ứng sanh khởi. Ví dụ, một người làm quan liêm chính không ăn hối lộ khi có người đút lót phi pháp. Cũng nên lưu ý điểm này chỉ có trong các tâm siêu thế, vì cả ba thuộc tánh chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đồng sanh khởi trong một sát na tâm. Còn trong các tâm hiệp thế thì mỗi lần sanh khởi chỉ có một trong ba. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nói theo bình diện rộng. Ba pháp chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là những pháp được nói tới rất nhiều trong cả tam tạng. Một vài dẫn chứng cụ thể như khi đề cập tới tam nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, hoặc đời sống hiền thiện của một người có trí là không làm hại gì, hại người, hại mình. Đặc biệt khi Đức Phật dạy về con đường tu tập tam học, giới, định, tuệ, hai ba chánh đạo, thì ba pháp chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng được nêu rõ. Có thể khẳng định là không có một người học Phật, tu Phật nào không biết tới ba pháp này. Ngữ và nghĩa, ba thuộc tánh chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng được liệt kê trong nhóm Virati, nghĩa là kiên tránh, và Ngài Tịnh Sự dịch là giới phần. Trong giáo trình không dùng chữ này vì lý do theo sớ giải thì sự kiên có ba trường hợp. Kiên tránh trong cách xử lý tùy trường hợp. Sambatta ra quý, Sambatta quý ra tiết. Kiên tránh do thọ trì giới, Samada na quý ra tiết. Kiên tránh do bản chất tự nhiên khi phiền não đã đoạn tận, Samutche đa quý ra tí. Trong trường hợp trên thì chỉ có trường hợp thứ hai kiên tránh do thọ trì. Kiên tránh do thọ trì được xem là giới phần. Nếu tính chung hết thì nên hiểu là sống theo nguyên tắc. Nên cẩn thận, ba pháp chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đôi khi dễ lẫn lộn về hình thức, mặc dù rất khác về chủ tâm tạo tác. Không sát sanh có thể là chánh nghiệp, cũng có thể là chánh mạng.
Một người kiên tránh không sát hại sinh vật vì giữ giới thì gọi là chánh nghiệp, nhưng khi trung thành với nguyên tắc là không nuôi mạng bằng những nghề nghiệp sát sanh thì đó là chánh mạng. Minh Họa, xin quý vị vào trang Pháp Luân thì sẽ thấy được hai cái bản minh họa. Điều đã nói và điều sắp nói, bài học trước là thuộc tánh trực tâm, thuộc tánh trực tâm. Bài học tiếp theo sẽ là nhóm thuộc tánh vô lượng phần, bi, trì, hỷ. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay. Con kính nhân minh đến sư. Nam mô Bụt Thầy, kính đại lễ Thiên Tôn Thầy Siêu, đại lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học ba thuộc tánh ở trong cái nhóm hồi nãy Thiên Tôn Thầy Siêu có đề cập, đó là trong cái nhóm ngăn trừ phần, và chúng tôi gọi là những nguyên tắc. Thật ra khi mà chúng tôi còn ở Việt Nam thì chúng tôi ở với Ngài Thầy Sự thì chúng tôi học là nhóm giới Phật, và chúng tôi thật sự không có biết được là sau này thì Ngài đổi lại là ngăn trừ Phật. Có lẽ là nếu Ngài đổi như vậy thì chúng tôi cũng sẽ đổi thành ngăn trừ Phật. Chúng tôi tìm một cái chữ để dịch cái chữ quý ra tí. Quý ra tí tức là một cái người sống có cái lằn ranh rõ rệt giữa cái gì mà mình làm và cái gì mình không làm, mình nói và mình không nói, cách mình mưu sinh và mình không có mưu sinh. Đó là những nguyên tắc, tức là sống có nguyên tắc. Dạ, sống có nguyên tắc, có quan điểm rõ ràng. Thì thưa quý vị, trong Phật Pháp á, có đề cập đến ba trường hợp mà một người kiên tránh mà đúng theo cái nghĩa là virati. Sự kiên tránh đầu tiên là do một cái quan điểm bình thường là việc đó mình không làm. Việc mình không làm, ví dụ như xả rác. Một cái người mà đã lớn lên ở trong một cái văn hóa mà người ta không quen xả rác rồi, thì khi mà mình có một cái tờ giấy, một cái bao nhỏ nhỏ đó, thì mình quăng đại xuống đường, không bao giờ làm như vậy. Mình ở bên Mỹ lâu hay là ở ngoài nước lâu rồi, nếu mình không tìm được thùng rác thì mình sẽ bỏ trong túi mang về. Lâu ngày nó trở thành một cái nôm, một điều rất là hiển nhiên, một cái nguyên tắc là không xả rác. Thì cái đó cũng là virati. Rồi có một cái cách ngăn trừ thứ hai. Sự ngăn trì này là do chúng ta thọ trì những cái giới như là ngũ giới, bát quan, trai giới, v.v. Thì khi một người thọ giới thì cái đó gọi là sikkhāpada, là học giới. Thì khi đã thọ trì như vậy rồi thì chuyện đó nhất định là không làm. Cái đó chắc là cái nguyên tắc và sống là vốn chỉ là chỉ giới thọ trì. Và điều thứ ba ở trong kinh đề cập đến là đặc biệt là chư vị A-la-hán, là những bậc A-la-hán, là những bậc trọn lành. Các ngài có cái tính tự nhiên, tự nhiên như Đức Phật ngài dạy rằng vị A-la-hán có những cái đặc điểm là suốt cuộc đời vì nó không bao giờ sát sanh, suốt cuộc đời vì không bao giờ trộm cắp, và suốt đời các vị đã không giảng phi thời chẳng hạn. Chúng ta biết rằng cái giới luật về cấm ăn phi thời đó là Đức Phật ban hành sau này. Về sau này tức là 20 năm sau khi Đức Phật ngài thành đạo thì mới ban hành giới luật
Nhưng mà trước đó đó, khi mà Đức Thế Tôn ngày mới chuyển pháp luân ở tại vườn Lộc Giả, thì ngày độ Nông Việt Kiều Trần Như, và sau đó là ngày Giá Xá và những người bạn, rồi sau đó là ba anh em Uruvela Kassapa, tới với 1,000 đệ tử vương vật ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên, ngày Cả Giúp, thì hơi đó chư vị A-la-hán rất là nhiều. Thì đối với chư vị A-la-hán đó, mặc dù 20 năm đầu tiên Đức Thế Tôn ngày không có ban hành giới là không ăn phi thời, nhưng mà các vị sống tự nhiên là các vị không ăn phi thời. Dạ, các vị ăn không phi thời. Cái chuyện đó, thì đi ăn rồi xong cho buổi chiều các vị không ăn nữa. Thì cái giới tự nhiên đó đó, nó cũng là một cái sự kiên tránh để biết ra tí. Nhưng mà sự kiên tránh này là do các vị đoạn thẳng phiền não. Thì như vậy đó, chúng tôi xin đắn đo rất là nhiều, thành chúng tôi không có dùng một chữ giới Phật, nhưng mà rất là tri ân thượng tọa Tuệ Siêu đã cho biết rằng trước khi ngày thực sự ngày thì ngài đã đổi cái giới Phật thành ra ngăn trừ Phật, và từ cái giống ngăn trừ, thì cái ngăn trừ Phật là một cái chữ cũng rất là hay để chúng ta nói rõ. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói lên một điều rằng với một người với một cái những cái ý nghĩa căn bản đó, là một người có vẽ một cái làn ranh rõ ràng giữa cái mình làm và cái không làm, và cái vẽ phần làn ranh đó chúng ta gọi là nguyên tắc, là để được nguyên tắc, nó không thể vượt quá cái giới hạn đó được, không thể vượt quá, không thể làm quá được. Thì thứ vì bây giờ thì chúng ta đi vào một cái phần đi phần tiếp theo, đó là định nghĩa về chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Trước nhất, chánh ngữ là gì? Ngữ ở đây là ngôn ngữ, là ngôn ngữ, cách biểu đạt. Ngôn ngữ có thể được biểu đạt bằng lời nói, mà đúng như ở đây chúng ta gọi là vaca, cầm bác vaca. Thì thường ví dụ chúng ta dịch là khẩu nghiệp, nhưng mà cái chữ khẩu á, thì nó không hay bằng chữ ngữ nghiệp, nhưng mà ít ai xài chữ nghiệp. Ta nói thân khẩu ý, chẳng phải nói thân ngữ ý. Nhưng mà cái miệng của chúng ta, khi mình ăn chẳng hạn, thì cái đó cũng là miệng. Nhưng mà cái ngữ thì nó đúng hơn, đó là ngôn từ. Và khi mà mình nói thân ngữ ý, thì chữ ngữ nó bao gồm cả cái gì mình nói, mình biết, hay mình nhắn tin. Yeah. Ví dụ như chúng tôi nhắn cho ai đó một cái lời, một cái tin nhắn, mà tin nhắn đó nó có cái cách sai sự thật thì cũng là nói dối, mà nhắn tin hay chia rẽ cũng là nói dối, chứ không phải là khi mình nói ra thì nó mới thành lời nói dối, mà khi mà mình nhắn tin mình biết đó không, nó không tính là nói dối. Thì Đức Phật kể có đơn cử cái trường hợp là một người ra trước một cái phiên tòa mà được mời để làm chứng, vì đó khi thấy biết là thấy, không thấy biết là không, nói là không thấy, khi biết là sự thật là nói là sự thật, mà không có thật thì biết là trả lời là không có thật, có xảy ra nói là xảy ra, không có xảy ra trả lời là không xảy ra. Thì cái việc mà là một witness, là một nhân chứng ở tại tòa bây giờ đó, thì người ta có thể làm nhiều cách đó, hoặc giả là bằng cách là oral deposition, tức là đối chất, lấy khẩu cung trực tiếp, hoặc giả là lấy affidavit, ví dụ như là ký tên ở trong những cái bản mà có lập thể ở trong đó chẳng hạn. Thì cho dù nói bằng chữ viết hay là bằng lời nói, nó đều là ngữ hết. Ngữ ở đây tức là ngôn từ được biểu đạt qua viết, qua nói, chứ không phải là chúng ta nói rằng chánh ngữ ở đây chỉ đề cập đến những gì mình nói thôi, còn những gì mình viết không đề cập đến. Thì rằng chữ Samawaja ở đây thuộc về chánh ngữ. Chúng tôi muốn hỏi quý Phật tử một điều rằng không biết là quý vị nghe trong hôm nay chúng tôi dùng cái headset để chúng tôi nói chuyện ở trong phòng talk á, quý vị nghe ổn không ha? Tại mấy bữa trước á, có một Phật tử nghe pháp và
phát tâm cúng rồi một cái microphone để chúng tôi có thể nói chuyện. Thành ra hôm nay chúng tôi sử dụng sử dụng để mong là quý vị nghe rõ và liên tục. Thì bây giờ thưa quý vị, điều thứ hai là chánh nghiệp. Chánh nghiệp ở đây tức là những cái hành động hiện thiện. Một cái nguyên tắc sống là không làm cái gì có hại cho người, có hại cho mình. Ví dụ như là ở trong kinh thì nêu ra chỉ có ba là chánh nghiệp, là không sát sanh, không trộm cắp, không tà ảnh, v.v. Nhưng mà căn bản mà nói đó thì cái đó nó chỉ là cái gì đơn cử. Cái việc làm hại cho người khác có rất là nhiều. Thí dụ mặc dù mình không sát sanh nhưng mà mình đánh đập người khác thì cái đó nó cũng... Giờ quý vị còn nghe được không? Dạ, xin hỏi quý vị còn nghe được không? Dạ. Thì chú quý vị không phải chờ đến sát sanh mà chỉ là đánh đập hành hạ chúng sinh khác, cái đó cũng là một cái tà nghiệp. Hay hoặc giả là bây giờ chúng ta sống càng lúc càng ý thức nhiều hơn. Ví dụ như là mình tàn phá cái môi trường sống của chúng sinh khác chẳng hạn, thì cái đó nó cũng là một thứ tà nghiệp. Nói chung là trong kinh thì Đức Phật dạy rằng chánh nghiệp tức là những gì mà mình làm không có hại người, không có hại mình, không có hại cả hai, cái đó gọi là chánh nghiệp. Và rồi chúng ta nói đến chánh mạng. Chánh mạng tức là sự mưu sinh hay là nuôi mạng chân chánh. Đây là một cái đặc điểm của chúng sanh sống ở trong trên thuộc về nhân loại và có đôi khi thuộc về loài vật. Nhưng mà loài vật thì cái chuyện săn bắt đó là một chuyện khác, nó ba bản năng. Môi trường nào săn bắt thì môi trường đó, ví dụ con bò thì ăn cỏ thì ra đồng ăn cỏ thôi. Chỉ có một vài con như là con beo, con cọp thì nó tìm cách đi săn mồi. Còn riêng về loài người, chúng ta có một cái đặc điểm rất khác với chư thiên, rất khác với phạm thiên, rất khác chúng sanh cõi khác, là chúng ta là chúng sanh sống mà phải mưu sinh. Phải có cái sinh kế để nuôi bạn, để mình có được sự sống. Không phải là tự nhiên mà cơm áo trên trời rớt xuống, không phải tự nhiên chúng ta sống được. Mà chúng ta sống phải có một cái gì đó mới tạo ra cái lợi tức có thể nuôi thân được. Thì thưa quý vị, về vấn đề nuôi bạn đó, xưa nay chúng ta có quan niệm rằng nó là một chuyện bắt buộc. Ví dụ như mình sinh ra ở tại miền Duyên Hải và ở trong làng ai cũng sống bằng nghề đánh cá, dùng làng chài. Hồi xưa làng chài là đánh cá thì mình phải đánh cá thôi, đó là vấn đề mưu sinh. Và mình xem đó sự vạn bất đắc dĩ, hay là chúng ta đi làm thì có những nghề mà mình không thích thì chúng ta phải làm. Thì thật ra nói một cách tận cùng đó thưa quý vị, nếu mà một cái nghề nào đó mà mình cảm thấy dứt khoát là mình không muốn làm thì mình sẽ chọn một cái nghề khác có thể tiền ít hơn nhưng mà mình làm mình cảm thấy tâm trở bình thản hơn. Bây giờ chúng tôi lấy cái ví dụ mà chúng tôi nói ra thì cũng xin lỗi trước quý vị là cũng có một số quý Phật tử, nếu có ai đó mà có cái cảm thấy mình bị đụng chạm, quý vị đừng buồn. Chúng tôi ở đây chúng tôi chỉ nói, cố gắng nói theo kinh điển thôi. Giả sử như chúng ta qua bên Mỹ, có một số người vẫn đi về các vùng duyên hải ở Texas, Alabama, Mississippi để làm nghề đánh tôm, đánh cá. Thì cái nghề đó chúng ta nó mang được nhiều tiền và nó cũng quen thuộc. Tuy nhiên đó là sự lựa chọn của chúng ta. Không phải ai qua bên Mỹ cũng phải đi đánh cá hết đâu. Chúng tôi không nói như vậy để chúng tôi chỉ trích. Nhưng mà mình nói rằng cái nghề đó mình làm ra tiền mà không cần phải tiếng Anh, mà mình có thể đóng tàu có nhiều tiền, tại sao mà mình không làm ra tiền, mình làm phước. Cái vấn đề tại đây đó là trong cái nghề đánh cá đó chắc chắn là chúng ta sát sanh. Và khi chúng ta sát sanh đó thì thưa vì ngoài cái việc mà tạo ra cái nghiệp bất thiện cho đời sau
thì chúng ta cũng có vấn đề đó. Không có ai mà làm người đánh cá sắc xanh mà buông ngồi thiền mà tu tập tiến bộ hết, kể cả niệm tâm từ, kể cả theo dõi hơi thở v.v. Thật ra cái trong Phật pháp có dạy rằng ở trong giáo lý Bát Chánh Đạo á, thì có chánh mạng. Ở trong chánh mạng là một phần ở trong ba cái giới là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Thì có những thứ mà nếu trong đời sống chúng ta không có kiêng tránh, chúng ta không có ngăn trừ, chúng ta không có tránh đó, thì nó ảnh hưởng đến cái lúc mà chúng ta ngồi thiền và ở trong đó có cái cách sinh kế, cách nuôi mạng. Một người mà nuôi mạng không chân chánh thì rất khó để tu tập cho quý vị. Ngoài cái chuyện mà nuôi mạng bằng những cái nghề tà vại như là ở trong kinh có đề cập đến là bán người, bán thú, bán rượu, bán thuốc độc, bán vũ khí, thì chúng ta nên hiểu rằng bất cứ nghề gì mà có hại chúng sanh khác đó, thì đó đều gọi là tà mạng. Nhưng mà cái tà mạng còn có cái tế dị nữa, là đó là đối với người cư sĩ thôi. Còn đối với người xuất gia, ví dụ chúng tôi đi tu mà chúng tôi chuyên cái nghề là coi phong thủy hay nghề coi bói hay người trị bệnh, thì bây giờ người Phật tử phải dễ dãi với việc đó. Người Phật tử không hiểu đạo, ô vị thầy tu thì coi phong thủy, coi bói hay là đi trị bệnh là bình thường. Nhưng mà với một vị tu sĩ đó, những cái nghề đó gọi là tà mạng. Và khi mà mình nuôi mạng bằng nghề đó đó, thì mình rất là khó tu tập. Dạ, rất khó tu tập. Mà quả thực thứ vì hồi nhỏ chúng tôi không thấy rõ, nhưng mà lớn lên chúng tôi thấy rằng vị xuất gia mà chuyên môn đi cái nghề gọi là nghề sống bằng nghề tay trái, sống nghề tay trái, ví dụ như là làm nghề coi bói, là làm nghề thầy thuốc, hay là chữa bệnh, hay là trị tà ma, rồi mấy vị đó không có tu được. Tại cái đó là trong những cái tà mạng của người xuất gia. Bởi vì trong cái giới luật của người xuất gia có tứ thanh tịnh giới, là cái giới bổn thanh tịnh, rồi lục căn thanh tịnh, rồi quán tưởng thanh tịnh, rồi ở trong đó có thêm một cái nữa là chánh mạng thanh tịnh giới, tức là nuôi mạng và chân chánh. Một cái tiêu chuẩn mà nuôi mạng của người xuất gia nó rất khác với người cư sĩ. Như trường hợp như quý vị cư sĩ mà buôn bán bông hoa hay rau cải đó, thì cái chuyện đó gọi là chánh mạng của người cư sĩ. Nhưng mà nếu một vị xuất gia mà trồng trọt để đi bán, để nuôi mạng, thì cái đó không gọi là chánh mạng người xuất gia. Không gọi chánh mạng. Cái chánh mạng đó là nuôi mạng không có làm tổn hại chúng sanh khác, không có cạnh tranh, không có phương hại đến mức chúng sanh nào. Thì chỉ có một cách là bưng bình bát đi khất thực, đi khất thực, hoặc giả là có sự hộ trì của đàn tính thôi. Còn nếu mà có sự trao đổi buôn bán vân vân thì cái đó không gọi là coi là chánh mạng được. Thì chánh mạng rất là quan trọng. Người ta nói cái nghề á thì nó đi với cái nghiệp, nhưng mà trong Phật pháp thì cái nghề ở ngoài nó tạo nghiệp ra, nó còn tạo ra cái thói quen, thói quen trong đời sống, và thói quen này đã ảnh hưởng đến chúng bản thân của, đến tâm lý chúng ta rất là nhiều. Theo cái nghiên cứu về tâm lý học của người Mỹ đó, thì mặc dù người ta không nói quơ đũa cá nắm, nhưng mà nó có những điều nhất định mà không tránh khỏi. Ví dụ như là một người, cái nhóm người chuyên về về quản trị cơ sở kinh doanh, về quản trị kinh doanh, hay là một người chuyên về kế toán, hay người chuyên về trong giới y khoa hay trong giới luật sư chẳng hạn, thì những người này thường có những cái giống nhau về chiếc xe mà chạy. Ví dụ như người ta thống kê là luật sư thường là chạy hiệu xe gì, những người thương gia chạy xe gì, hay những người đi làm hãng xưởng chạy xe gì, thường cái số đông. Hay hoặc giả là người ta cũng nói rằng có những cái nghề đã ảnh hưởng cái cuộc sống của mình. Đã ảnh hưởng lớn lắm. Hồi đấy chúng tôi nói không phải là người đánh cá, người đi săn ảnh hưởng không, mà ngay cả đời sống hàng ngày thì cái nghề nó ảnh hưởng cái nghiệp, nó tạo nghiệp, và cái nghề ảnh hưởng cái thói quen, cái sống của mình. Và Đức Phật Ngài luôn luôn Ngài dạy rằng sinh kế lương thiện là một cái phúc lành cao quý. Sinh kế lương thiện là một trong những cái giới của người cư sĩ. Nuôi bạn chân chánh, đó là một ở trong tứ thành tịnh giới người xuất gia. Cái đó lớn lắm chứ không có nhỏ, nhiều quan trọng lắm. Chúng ta nuôi bạn bằng cách nào thì điều đó, đó
có một cái ảnh hưởng không thể phủ nhận được ở trong đời sống nội tâm của chúng ta. Đó là ý nghĩa của chữ chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Ở thưa Phật tử, trên phương diện vĩ mô đó, thì có ba điều mà chúng ta phải lưu ý. Điều thứ nhất đó, là đây là một cái thuộc tánh, nó không phải là có mặt ở trong tất cả tâm tinh hảo, mà thuộc tánh này nó sanh khởi là do gặp gỡ những cái trường hợp, mà trường hợp nó phải lựa chọn và có một cái lọc tâm không vượt qua cái làn tranh đó, là ở mức độ nào thôi, nó không thể vượt qua hơn được. Chúng ta gọi là những nguyên tắc sống, nguyên tắc sống. Tới mức độ đó thì được. Có những người trong đời sống họ nguyên tắc, người sống luôn tu, sát sanh được, sát sanh trộm cắp được, trộm cắp. Nhưng có những người không được như vậy, không được như vậy. Ví dụ như là một người mà có một cái tâm niệm là không lấy của, không cho. Thấy ai đó làm rớt một cái điện thoại, rớt cái bóp, mình có thể lấy đi và có thể xài được. Nhưng mà mình là người sống nguyên tắc thì cái đó không phải của mình, ta không cho mình. Người chủ có thể đi tìm, và họ người chủ cũng mong tìm được, thì người đó nhất định không lấy, không xài một cách phi pháp, gọi là không lấy của, không cho. Thì cái không lấy của, không cho đó, nó là một cái nguyên tắc dựa trên từng cái trường hợp. Nó không phải là một vấn đề mà tiềm ẩn không, mà nó còn phát sinh trên phương diện vĩ mô á, nó phát sinh ngay cái lúc đó. Như trường hợp là một cái người làm quan bình thường, làm quan lo việc này việc kia thôi, nhưng bỗng nhiên có cái vụ kiện xảy ra thì có người đem đến hối lộ lúc đó, đem đến lúc đó để xin vị quan này xử theo cái lợi cho mình. Thì ngay lúc đó có cái trường hợp xảy ra, có người lúc đó mà vị quan đó, vị quan liêm chính, thì vị này sẽ không có thiên vị, vị này sẽ từ chối không hối lộ. Thì cái sự từ chối đó, đó nó là một cách sống có nguyên tắc của mình, nguyên tắc mình không thể vượt qua như vậy. Và rồi nó cũng có một cái ý nghĩa thứ hai, một cái phương diện thứ hai trên phương diện vĩ mô đó, là ba cái thuộc tánh chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó. Thì trong tâm hiệp thế đó, nó không thể ba cái mà sanh khởi một lần. Nói cách khác là có chánh ngữ thì không có chánh nghiệp, không có chánh mạng. Có chánh nghiệp thì có chánh ngữ, chánh mạng, tại vì ba cái khác nhau. Nhưng mà đặc biệt là ở trong tâm siêu thế đó, thì ba cái thuộc tánh này sanh khởi một lúc. Về điểm này đó thì chúng ta sẽ nói sau, khi mà chúng ta đề cập đến cái sự kết hợp giữa tâm và các thuộc tánh chi tiết hơn. Tuy nhiên chúng ta nên hiểu rằng cái trường hợp này là một trường hợp rất là hiếm hoi, rất hiếm hoi. Khi mà trong tâm hiệp thế đó, thì mỗi một cái thuộc tánh nó mang một trạng thái riêng. Nhưng mà trong một cái trường hợp nào đó, ở đây trường hợp tâm siêu thế, thì ba thuộc tánh đồng sanh, gọi là tám chi đạo ở trong tâm đạo thì đồng sanh một lúc. Thì đây là một điểm rất là thú vị mà chỉ có trong Thắng Pháp đề cập đến, và cũng là trường hợp mà chúng ta đề cập đến tâm đạo hay là bát chi đạo hay là chánh đạo tám chi Phật. Và mỗi chi phần như vậy đó, có những trường hợp trong tâm hiệp thế thì nó phát sinh riêng lẻ, như trong sau siêu thế thì cả tám chi phần đồng sinh khởi một lúc. Thưa quý vị, trên phương diện vĩ mô đó thì chúng ta còn biết một cái sự việc đề cập đến ba cái thuộc tánh của cái nhóm ngăn trừ. Nhóm ngăn trừ đây chúng ta gọi nhóm nguyên tắc đó. Đó là những cái thuộc tánh đó, nó không nhất thiết nó liên quan đến giới.
thí dụ người giữ ngũ giới bát quan trai giới là một lẽ đi, nhưng mà có những người đó họ là những người sống nguyên tắc hay là những người sống đàng hoàng, thì trong cái nguyên tắc và đàng hoàng đó, đó nó cũng thuộc về chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chúng tôi có đề cập quý vị trước đây đó là có một Phật tử kể chúng tôi nghe là họ đi đâu đó, họ lấy được một cái đĩa du liệu sống ve đó, mà đĩa du liệu đó là nó bị Microsoft Office. Microsoft Office trong đó có cái Word mà chúng tôi đang xài để đánh máy. Thì thứ gì cái Microsoft Office này, nếu mà mình mua thẳng giá và mình mua đúng giá để mình làm việc thì nó có thể tới $300-400, một số tiền tương đối lớn, có khi lớn hơn một cái laptop bình thường nữa. Nhưng mà có nhiều người thì họ có cách để họ hack, tức là họ phá cái code đi, thì mình có thể xài được mà mình không phải mua, và có thể copy sao chép từ cái này qua cái khác. Và cái cách này cũng được một số các quốc gia Á Châu rất là thịnh hành, nhất là tại Trung Quốc chẳng hạn. Nhưng mà gia đình này khi họ đem về, họ xin được người bạn đem về xài đó, thì họ đưa cho đứa con trai để đứa con trai nạp vào trong máy. Thì khi đứa con trai cầm thấy cái đó thì đứa con trai biết rằng xài như vậy là không hợp pháp. Dạ. Mình xài được đó, không ai nói gì mình, và mình không buôn bán cũng ai, không ai nói gì mình, xài trong nhà thôi. Nhưng mà đứa con trai này nó lớn lên ở Mỹ, nó học Mỹ, nó không chịu làm như vậy. Thì nó từ chối, nó ba má cái này không được, xài này giống như ăn cắp người ta vậy đó. Thì ba má giận lắm, rầy. Thì thứ gì cái thái độ của đứa con nó lớn lên ở bên này mà nó nghĩ rằng cái software đó mình không có mua mà mình sao chép lại và mình tìm cách mình hack, có người hack đi đem xài đó là một cách phi pháp mà nó không chịu. Cái đó cũng tính là chánh nghiệp. Dạ, cũng bị chánh nghiệp. Cái đó cũng tính là một phần của cái gọi là đàng hoàng. Cái chính là gọi là nguyên tắc sống. Còn cái người mà không có nguyên tắc sống đó thì đụng đâu sau đó, sống luôn tục, sống có cần một cái lằn ranh nào hết, sống có lằn ranh nào hết, thì cái đó chúng ta gọi là sống không có cái nguyên tắc. Trên bình diện rộng mà nói đó, trên bình diện rộng mà nói, và đặc biệt là chúng ta nói theo kinh tạng và cái luật tạng, thì thưa quý vị, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chúng ta thì tìm thấy ở trong tất cả tam tạng, ở trong tất cả các bộ kinh luật thắng pháp. Dạ. Đặc biệt là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng chúng ta tìm thấy nhiều lắm. Dạ. Với người Phật tử thì ví dụ mình nghe nói rằng thập thiện thập ác, thì trong thập thiện thập ác đó, ở trong đó nó có nêu rõ về thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Và duy ý nghiệp nó khác, nhưng mà thân nghiệp, khẩu nghiệp đó, nó thuộc về chánh nghiệp và chánh ngữ. Và khi mà nói về tam học, giới định tuệ hay bát chánh đạo đó, thì thưa quý vị, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới. Yeah, thuộc về giới Phật. Rồi khi mà Đức Phật dạy về giữa cái đời sống thiện và ác đó, mà Ngài dạy rằng thế nào là thiện, một hành động thiện là cái gì mà không có hại người, không hại mình, không hại cả hai đó, thì cái đó gọi là thiện. Thì những cái này nó cũng liên hệ đến chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Khi nãy chúng tôi có đề cập đến là mình xuất gia mà nói về giữ giới, không phải chỉ giới bổn như người ta nghĩ đâu. Người xuất gia phải có bốn thứ giới. Một là giới bổn là những điều học mình Đức Phật đã đặt ra, nhưng một vị tỳ kheo có 227 giới chẳng hạn. Ngoài giới đó ra thì còn có ba thứ giới khác, đó là lục căn thu thúc giới, rồi quán tưởng thanh tịnh giới, tức là thọ dụng một cách học đạo bằng cách quán tưởng. Và sau cùng có cái chánh mạng thanh tịnh giới, tức là nuôi mạng một cách chân chánh. Yeah. Tức là tứ thanh tịnh giới, chứ không phải là chỉ có cái giới bổn như người nghĩ.
Và riêng về ba pháp chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó, thì chứ vị nếu mà cần để trích dẫn thì chúng ta thấy có vô số trong đời sống. Trong đời sống, bởi vì có một lần chúng tôi nghe vị nghe ngài Shilananda, một vị thiền sư, ngài có nói rằng nhiều Phật tử khi tu thiền thì nghĩ rằng mình nên thọ ngũ giới, thì giữ bát quan trai giới là đủ. Nhưng mà thật ra có những thứ giới mà bát quan trai giới không có, ngũ giới không có. Thí dụ như là một cái người muốn tu tập á, thì phải có đủ chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Mặc dù chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó chỉ có ba thôi, ngũ giới có 5, bát quan trai giới có 8, hay là trì kheo giới có 227 chẳng hạn. Nhưng mà cái 5 giới và 8 giới nó không đủ để bao biện hết như là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng ở trong bát chánh đạo. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng trong bát chánh đạo hay là giới học tăng thượng, tức là ở trong đó có một phần sự ưu lợi quan trọng, đó là chánh mạng, là nuôi bạn một cái chân chánh. Một người mà nuôi bạn bằng những nghề tà vại đó thì không thể nào, rất là khó tu tập. Ví dụ như chúng tôi nói điều này ra, quý Phật tử có thể là đụng chạm là buồn. Giả sử như một người làm quan có chức địa vị mà ăn hối lộ, sống bằng ăn hối lộ, làm giàu hối lộ, cái đó gọi là tà mạng. Hay là một người chuyên làm thầy bói, cái chuyện đó mình không biết, mình cứ đưa ra mình nói càng nói đại cho người khác họ tin. Anh năm nay thế này, chị năm nay thế kia, vân vân, cúng kiến đặt quẻ cho Phật, thì có đó cũng là một thứ tà mạng. Mặc dù đối với thực lệ xã hội thì coi bói không phải là tà mạng, hay là giả là chúng ta làm những nghề buôn bán như là bán khí giới, bán thuốc độc, bán rượu, vân vân. Nhưng mà với một cái người tu tập thì mà mình có cái nghề như vậy thì mình tu không có tiến bộ được. Thầy ngài Shilananda, ngài nói rằng nếu mình muốn tu định học tăng thượng, tuệ học tăng thượng, hay mình muốn tu tập đúng thực địa bát chánh đạo đó, thì người xuất gia và cả người tại gia đều phải hiểu rõ về làm thế nào gọi là nuôi bạn chân chánh, gọi là chánh mạng. Thì cái đó nó trở nên rất là cần. Và ở đây khi mà chúng tôi nói về bệnh viện rộng đó, thưa quý vị, thì chúng ta có thể nói hoài. Quý vị lật ở trong kinh ra, từng bài kinh như trong Trung Bộ có 152 bài kinh, thì không biết bao nhiêu bài kinh ở trong đó mà Đức Phật đề cập đến chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Thì một cách rất là ngắn gọn, Đức Phật dạy rằng một con người sống gọi là giữa khác biệt giữa cái thiện và bất thiện, thì một người hiểu được rằng mình làm cái gì có hại cho mình, có hại cho người, có hại cả hai thì không làm. Không làm. Cái không làm đó là một nguyên tắc, đó là một cái rằng ranh được vẽ là tới đó thôi nha, không thể vượt hơn, không thể quá được. Cái rằng ranh đó rất là quan trọng. Thứ thì phần ngữ và nghĩa thì chúng tôi không cần nói nhiều hơn, bởi vì Thượng Tọa Tuệ Siêu có giải thích hồi nãy đó, là lúc trước khi mà chúng tôi còn nhỏ vào chùa thì về thực sự người dịch ba cái thuộc tánh này thuộc cái nhóm gọi là giới Phật. Nhưng khi chúng tôi sang bên Mỹ rồi thì chúng tôi đọc trở lại trong sớ giải thì chúng thấy rằng giới nó chỉ là một ở trong ba cái lập tâm để mà kiên tránh, một trong ba kiên tránh gọi là kiên tránh do sự thọ trì, tức là giữ giới. Nhưng ngoài ra có sự kiên tránh là do cái trường hợp mình thấy việc đó làm không có đúng, hay là kiên tránh là do cái sự tự nhiên của một nội tâm hoàn toàn đoạn tận phiền não như tâm vị A-la-hán. Thật ra chúng tôi không dùng cái chữ gọi là giới Phật, mà thay vào đó thì chúng tôi dùng cái chữ gọi là ba thuộc tánh về cái nguyên tắc kiên tránh. Nhưng mà Thượng Tọa Tuệ Siêu có nói rằng sau này ngài tự sự ngài có dùng cái chữ gọi là
cái nhóm thuộc tánh gọi là ngăn trừ Phật, thì ngăn trừ Phật cũng rõ cũng gọn, thế thì ngăn trừ Phật nó tương tự giống như chúng tôi nói là thuộc cái nguyên tắc kiên tánh vậy đó, thì cái đó cũng được, ở đây chúng ta không cần phải giải thích thêm. Nhưng mà trước khi chúng tôi học Phật còn nhỏ, giới phần chúng tôi giới phần không đủ, giới phần chỉ là một ở trong ba cái sự kiên tánh mà chúng tôi đề cập đến thôi. Và trong phần cẩn thận đó thì chúng tôi có nêu lên một điểm là ba pháp chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó không thể nói trên hành động được, mà chúng ta còn phải nói đến cái tác ý, cái tâm lý tạo tác. Thí dụ như một người không sát sanh là vì họ giữ giới không sát sanh, cái đó gọi là chánh nghiệp. Nhưng họ không sát sanh dù là để nuôi mạng thì cái đó gọi là chánh mạng, cũng hành động không sát sanh thôi. Hay là một người không nói dối là vì họ giữ giới không nói dối chuyện khác, mà dù nói dối để mà nuôi mạng, thí dụ mình làm thầy bói hay là làm việc này khi mình buôn bán không nói dối, cái đó gọi là chánh mạng. Thì có người hỏi chúng tôi rằng bây giờ thì không còn nữa, nhưng mà hồi chúng tôi còn nhỏ đó, thì người ta buôn bán cho nó thách gì lắm chứ. Ví dụ như họ nói chị mua đi, bán cái này cho chị rẻ thôi, cái này giá vốn đó, mà thực sự cái giá mình đưa ra không phải giá vốn. Họ nói buôn bán thì phải làm vậy, không làm vậy sao buôn bán được. Thì một cái người mà có chánh mạng đó thì họ nói rằng cho dù nói dối mà có lợi nhuận nhiều thì cũng không nói. Dạ, nói là ồ, tôi bán với giá này 50 thì bán 50, chứ không cần phải thêm câu rằng ồ, giá đó là giá vốn. Thì trong trường hợp một người không nói dối để có lời cao, thì cái không nói dối nó không tính là chánh ngữ, mà cái không nói dối tính là chánh mạng. Một người không sát sanh bình thường đó là chánh nghiệp, nhưng mà người đó không làm cái nghề sát sanh để nuôi mạng thì cái đó gọi là chánh mạng. Và thí dụ như có trường hợp người ta mời mình mua những con cá sống để mình bán lại thì có lời, nó không, dạ, thì không làm việc đó để nó sát sanh. Thì trong trường hợp đó mình không có tính là chánh nghiệp mà mình tính là chánh mạng, tức là nuôi mạng một cách chân chánh. Thì nó cũng hành động không sát sanh, không nói dối, nhưng mà có trường hợp đó, nó thuộc về chánh ngữ, chánh nghiệp, và có những trường hợp tính về chánh mạng. Thì cái gì mà nó liên quan đến lợi nhuận, nó liên quan đến thu nhập, nó liên quan đến sinh kế, thì cái đó nó thuộc về chánh mạng. Chúng ta nên cẩn thận về trường hợp này. Và rồi thưa quý vị, giới Phật ba cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó, riêng ở trong Thắng Pháp đó, thì có một chút khác biệt với Kinh Tạng. Và điểm khác biệt này chỉ có những vị học trong Thắng Pháp thì mới biết được. Ví dụ là khi mà chúng ta học Kinh Tạng, nhiều khi mình nói là giới năng sanh định, định năng sanh tuệ, tức là giới làm nền tảng cho định, định làm nền tảng cho tuệ. Bây giờ ở trong thất tịnh hay là thanh tịnh đạo đó, thì trong 7 cái bước thanh tịnh thì cái bước đầu tiên đó là giới thanh tịnh. Giới thanh tịnh dẫn đến tâm thanh tịnh, và giới thanh tịnh thuộc về giới học tăng thường, thì rồi dẫn đến tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh như thiền định, rồi tâm thanh tịnh dẫn đến kiến thanh tịnh. Nhưng mà đối với Thắng Pháp Abhidhamma thì có hai cái công đoạn. Công đoạn của cái thời gian tu tập thì giới định tuệ có thể là có trước có sau, có cái này không có kia. Nhưng mà trong cái công đoạn gọi là đắc đạo, đắc chứng đạo quả, gọi là tâm siêu thế, như là bốn đạo bốn quả, thì cả tám cái chi phần, tám chi đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định phải đồng sanh khởi một lúc. Đây là điểm rất là thú vị. Phật giáo Bắc truyền, thưa quý vị, người ta có nói đến một cái sự hợp nhất gọi là Omni Padme Hum, là
sự hợp nhất giữa đại bi và trí. Đại bi lấy chúng sanh làm đối tượng, đại trí lấy tánh không làm đối tượng. Hệ tánh không thì không có nói chúng sanh không nói tánh không. Và họ cho rằng cái sự kết hợp giữa đại bi và đại trí nó là một sự kết hợp phi diêu chất, bởi vì rồi sự kết hợp cao độ gọi là siêu việt. Giống như trường hợp trong kinh nói rằng một vị vừa liền Đức Phật thì ngày hóa hiện song song cùng lúc mà ở trong lỗ chân lông ngày phun ra nước và lửa, cái tâm bùi định ngày đặc biệt. Nhưng mà riêng đối với người đối với thắng pháp Abhidhamma thì một cái vị mà đắc đạo chứng quả, dù là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, tám chi đạo đồng sanh một lần, tức là một cái chánh đạo tám chi phần đồng sanh một lần, thì đó là trường hợp rất là hãn hữu, đặc biệt rất là hãn hữu, rất là ví dụ. Trong quá trình tu tập thì giới học tăng thượng, định học tăng thượng, tuệ học tăng thượng, hay là mình nói là giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh nó riêng, nhưng mà trong lúc các chứng đạo quả thì những pháp này nó có chung. Mà ba cái thuộc tánh chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng này nó là ba cái phạm trù hoàn toàn khác nhau. Với đời sống tu tập chúng ta là chánh ngữ riêng, chánh mạng thì chánh nghiệp riêng, chánh mạng riêng. Nhưng với một người đắc chứng đạo quả thì nó là chung, thì đó là một sự hòa quyện rất là vi diệu. Chúng tôi lấy ví dụ như là một cái người bình thường họ đi học thì học về nhân văn là nhân văn, học về khoa học là khoa học, học về toán là toán, học về văn là văn. Nhưng mà đến khi mà họ đi thi thì họ phải vận dụng cả tất cả những cái nguồn tri thức ở trong một buổi học. Điều đó cũng thú vị để chúng ta bàn đến, nhưng mà chúng ta sẽ bàn sau. Bây giờ thì tiếp theo xin được hỏi là thượng tọa Tuệ Siêu, mà thượng tọa có còn ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Tuệ Siêu nghe được xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ giảng cho phần tiếp theo của bài học ngày hôm nay, và sau đó chúng ta sẽ thảo luận. Và kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu. Kính bạch thiền tình đức tâm thường của vị tu nữ quý Phật tử. Tiếp theo bài giảng của thượng tọa chấp đặt trong thời gian chờ đợi thượng tọa đưa ra các yêu cầu thảo luận. Chúng tôi xin chia sẻ thêm với các vị về ba giới Phật hay là ba ngăn trường Phật. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng được gọi là những cái thuộc tánh tịnh hảo của bi cảnh. Ở đây ba tâm sở ngăn trường phần này
nó không phải hợp hết. Chính muốn tâm tình hợp mà chính nó chỉ hợp được với 48 tâm thôi. 48 tâm đó tức là 800 đại thiện hay là 800 thị dục giới và 40 tâm siêu thế. Và có một điểm này chúng ta cũng cần phải lưu ý là khi mà ba cái tâm sở này phối hợp với tâm thị dục giới thì nó có chức năng là ngăn ác pháp. Còn khi mà nó phối hợp với tâm siêu thế thì nó có đặc tính là trừ những cái phiền não liên quan đến ác nghiệp. Ở đây thưa quý vị, khi mà tâm thiện nghiệp giới sinh khởi nơi một người đang tác ý giữ giới, chúng ta gọi là Cetana Sila. Giới vô ý thì ở đây tâm thiện giữ giới không phải lúc nào cũng có chính nguyện trách nhiệm trên mạng, là bởi vì trong lúc tâm thiện dụng giới đang bố thí hoặc là đang hành thiền, đang tu tập thiền định thì lúc đó là không có sự phối hợp của ba cái tâm sở ngăn trừ phần này. Chỉ khi một người có cái sự cố ý ngăn chặn tránh xa thân làm ác, khẩu nói lời ác thì như vậy lúc đó mới gọi là có những cái tâm sở giới phần phối hợp. Khi mà một người cố ý kiên tránh cái sự nuôi mạng bằng thân ác khẩu ác thì như vậy ứng gọi là có tính mạng trong khi đó. Nữa, chánh ngữ chánh niệm tính mạng ở trong tâm thiện nhận giới không thể nào mà đi chung với nhau được cả ba. Đi chung cả hai có đừng nói chi là cả ba. Có nghĩa như thế nào? Khi một người có
cái sự cố ý. Chừa bỏ thân hành động ác, sát sanh trộm cắp tà dâm, thì lúc đó tâm thiền dục giới nó có một cái thuộc tánh là tâm sở. Kinh nghiệm, nếu như một người cố ý chừa bỏ lời nói ác, như là từ bỏ nói dối, từ bỏ nói năng thật, từ bỏ nói độc ác, từ bỏ nói lời vô ích, thì như vậy lúc đó trong tâm thiền dục giới này mới có cái tâm sở chánh lưỡng. Thì như vậy ba tâm sở ngăn trừ phần, hay nói theo thông thường cho dễ nhớ là ba tâm sở giới phần, bây giờ chúng ta lại nói đến cái trường hợp mà ba tâm sở giới phần này phối hợp với tâm siêu thế. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, tâm siêu thế là tâm đạo và tâm quả. Sát na tâm đạo nó chỉ khởi lên một sát na rồi bị diệt mất. Tâm quả siêu thế, tu đà quần, tu đà hàm, a na hàm, a la hán quả, khi chứng đắc thì nó sinh khởi trong một diễn trình tâm chỉ có hai hoặc ba cái sát na tâm quả, tiếp theo là tâm đạo mà thôi. Và vì rằng tâm đạo quả nó khởi lên một hoặc là hai hoặc ba sát na thì cái thời gian cực nhanh, và cực nhanh đến độ mà chúng ta không thể nói rằng trong đó có bát chi đạo. Chánh kiến là sự suy nghĩ đúng, chánh kiến là sự thấy biết đúng, chánh tư duy là sự suy nghĩ đúng, chánh ngữ là nói lời chân chính, chánh nghiệp là hành động chân chính, chánh mạng là sự nuôi mạng chân chính, vân vân. Nếu mà chúng ta định nghĩa như vậy thì chúng ta sẽ không hiểu được tại sao nếu như một sát na tâm đạo sinh khởi, làm sao mà nó đủ điều khởi để hành động như vậy, để nói như vậy, để suy nghĩ như vậy, để thấy biết như vậy, vân vân. Thử đi, chúng ta thấy rằng cái ý nghĩa mà định nghĩa thông thường, chánh ngữ là nói lời chân chánh, chánh nghiệp là hành động chân chính, chánh mạng là cái sự nuôi mạng chân chính. Khi chúng ta nói như vậy chỉ có nghĩa là chúng ta định nghĩa theo
phổ thông ở trong kinh Tạng, hay là chúng ta định nghĩa khi mà ba cái tâm sở này nó phối hợp với tâm thiện dục giới. Còn ở đây ba cái tâm sở này phối hợp ở trong tâm siêu thế thì ở trong bộ quy phân giác, bộ phân tích có định nghĩa và giải thích tranh cử thiết nghĩa thiết mạng khi mà tương ưng với tâm đạo quả siêu thế thì cái chức năng của nó là gì? Ở đây thưa quý vị, là đoạn trừ tà kiến, và những pháp, những cái phiền não tương ứng với tà kiến, vân vân. Thì chính ngữ nó có cái vai trò là, nó có cái nhiệm vụ là diệt trừ tà ngữ và những phiền não tương ứng với tà ngữ. Tâm sở chánh mạng phối hợp với tâm siêu thế thì có nghĩa là đoạn trừ tà nghiệp và những phiền não liên quan đến tà nghiệp. Tâm sở chánh mạng hiểu với tâm siêu thế thì cái vai trò của nó là đoạn trừ tà mạng và những phiền não tương đương, những chuyện phiền não tương đương với tà mạng. Thì như vậy ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng giữa hai cái trạng thái, hai cái ý nghĩa cái sự giữ giới của tâm thiện dục giới và cái sự đoạn trừ ác bất thiện pháp phiền não của tâm sự thế, chúng ta phải hai hiểu hai hai ý nghĩa đó. Và như vậy nó tóm lại là ba cái tâm sở giới phần phối hợp với tâm siêu thế gọi là nhất định và đi chung. Trong khi đó thì nó phối hợp với tâm thiện dục giới gọi là bất định và duy trì từng thứ, nhưng mà ở trong bát chánh đạo của tâm đạo tâm quả thì có độ cả chánh ngữ chánh vị chánh mạng. Do đó chúng ta cần phải hiểu là nhất định là phải có tâm đạo tâm quả sự thế, không thể nào mà thiếu bát chánh đạo được. Học phi diệu pháp đó thưa quý vị, mặc dù chúng ta dựa vào ở trong ý nghĩa của kinh Tạng, của luật Tạng,
Nhưng mà chúng ta phải biết cái pháp thực tính Sapphawa, Sapphawa thầm lặng. Như vậy thì chúng ta mới có thể hiểu được. Cho nên, chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng ở trong pháp chánh đạo, chúng ta đề cập đến trong kinh tạng, thì chúng ta có thể giải thích được chưa nãy giờ chúng ta nghe. Nhưng mà đối với thắng pháp thì chúng ta phải biết cái trường hợp đó nó chia ra là hai phần, tức là thị niệm giới và thị sự thế, với tâm sự thế. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị một vài điểm liên quan đến bài học ngày hôm nay. Và bây giờ xin cung thỉnh thượng tọa chắc đã trở lại năm của thầy. Sa thú cái từng là từ đó từ xưa, mà từ đó từ xưa từ đó quan hệ nghĩa giải thích là tại sao mà ở trong 52 thủ tánh đó, thì chúng ta có ba cái thủ tánh đó, thuộc về ngăn trừ phần, đó là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Nhưng mà khi mà Đức Phật ngài định nghĩa thế nào là giới đó, thì ngài không có nói rằng là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, mà ngài lại nói là thuộc về thủ tánh về tư chetana. Xin thưa đạo hiện giai đoạn về những này kính không thỉnh thưa đạo. Kính bạch chư tôn đức, được kính thưa quý vị. Ở trong thanh tịnh đạo, ngài Bồ Tát Phật Sáng khi mà trình bày về ý nghĩa của giới, thì ngài có nói rõ cái điểm này. Giới là sự cố ý chừa bỏ. Thí dụ như bây giờ một người nhà giàu, họ có tiền bạc dư ăn dư để, họ ở một cái địa vị có tiếng tăm, có danh vọng. Cho nên họ không có đi trộm cắp, thì khi mà họ không có đi trộm cắp, nhưng mà người này vì cái lý do là bên hoàn cảnh sống của họ dư giả, họ có nghèo khổ, họ có thiếu thốn, thì như vậy họ không có trộm cắp, không phải là sự giữ giới. Chỉ khi nào người đó có cái sự cố ý để chừa bỏ thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, thì cái sự cố ý này gọi là giới. Thì như vậy dùng chữ chê tân ác si lâm
Chetana Silam. Để xác định rõ ràng trường hợp nào giữ giới và trường hợp nào không giữ giới. Bình thường như chúng ta, tối chúng ta ngủ, chúng ta ngủ say ở trên giường, giờ đó chúng ta thân không sát sanh, không có trộm cắp, vân vân. Nhưng mà mặc dù thân không sát sanh, không trộm cắp trong lúc đó, nhưng trong cái thời điểm đó gọi là thời điểm không có giữ giới, bởi vì không có sự cố ý chừa bỏ cái hành động ác, nói lời ác. Chỉ khi nào ở trên giường bước xuống, chúng ta nhìn thấy một vài con kiến nó bò dưới chân, chúng ta tránh cái chân đạp lên trên những con kiến đó. Chúng ta không muốn nó chết, thì ngay trong lúc đó là cái lúc được gọi là si lăng, giữ giới, do cái sự cố ý chừa bỏ. Cái sự cố ý ở đây gọi chetana. Còn trường hợp mà chánh ngữ chánh niệm chánh mạng đó, là nói chung chung lời nói chân chính, cái hành động chân chính và cái sự nêu bạn chân chính, nó rộng hơn. Vì vậy cho nên khi mà đề cập đến giới thì nó bị hạn hẹp. Thí dụ chánh ngữ ở đây là cái sự ngăn trừ những cái lời nói bất chính, như là nói dối, nói đâm thọc, nói độc ác, nói vô chẳng giết. Trong khi đó, nếu như định nghĩa chánh ngữ là sự giữ giới thì như vậy rất hạn chế, là bởi vì trong giới, thí dụ như phụ giới, bá quan thế giới, người cư sĩ, chỉ có một giới liên quan đến khẩu, đến khẩu nghiệp, tức là Musa Vada Veramani Sikha Padam Samadhi Yami, là tôi xin thọ trì điều học, là tránh xa, là tránh xa cái sự sát sanh, tránh xa cái sự nói dối, tránh xa cái sự nói dối. Thì chỉ có một giới nữa đó thôi. Và trong khi đó chánh ngữ thì đã tới 4 lần, tức là không nói dối, không nói đầm thọc, không nói độc ác, không nói vô ích. Người mà nói chuyện xàm thì cái này không thể nói là người đã phạm giới được. Nhưng mà nói chuyện xàm, nói chuyện vô bổ thì trường hợp này người này được gọi là có tà ngữ chứ không có chánh ngữ. Thì chính vì cái lý do đó, khi mà định nghĩa về cái chữ xây lăng
thì mới nhấn mạnh là chetana silam, tức là giới do cái sự cố ý kiên tránh. Thì những cái ý nghĩa này chúng tôi muốn trình bày ở đây để cho chúng ta hiểu rằng tại sao khi mà định nghĩa về giới thì Đức Phật Ngài chỉ dùng chetana tư hay là cái sự cố ý mà không dùng trên thế giới trên mạng. Lý do đó bây giờ cung thỉnh thượng tọa giáo đẳng trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Sa thủ kính trình thượng tọa tuệ sư, xin hỏi quý Phật tử, quý vị có nghe chúng tôi nói không? Mà thưa thầy tu sĩ, khi mà chúng ta nói giới và chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì chúng ta thấy rõ rằng điều đó nó có liên hệ đến sự tu tập như là ở trong giới học tăng thượng hay trong bát chánh đạo. Nhưng mà có những điều, nhiều điều giới của người xuất gia, ví dụ như là những điều luật về cách sử dụng am thất chẳng hạn, am thất không được xây quá lớn hơn cái thước Đức Phật này quy định chẳng hạn, thì cái đó nó có nằm ở trong trong giới học tăng thượng không? Một người trong những điều đó có xem là họ đang tu tập giới ở trong giới định tuệ không? Ở cái tình sự tổ hoan nghị trở lại. Thưa quý vị, xin lỗi, có vẻ là chúng ta tuyệt siêu không còn ở trước máy. Nhật chúng ta tuyệt quyền ấy, chúng ta tuyệt quyền không. Ông dạ thấy chúng ta tuyệt siêu đưa tay. Chứ tự nhiên nhớ là khi mà tự gọi giác đẳng vừa hỏi là chúng tôi đã cảm biết rồi, tại sao quý vị không thấy chúng tôi cảm biết rồi. Chúng tôi nói đã được một khúc rồi đó, bây giờ quý vị có thấy chúng tôi cảm biết không ạ? Các vị nghe rõ. Yes, cảm ơn quý vị. Ở đây thưa quý vị, giới nó chia làm hai phần cũng được, mà chia làm bốn cũng được. Giới của tỳ khưu, giới của tỳ khưu ni
Hai cái loại giới này được gọi là Phikkhu Patimokkha, Phikkhuni Patimokkha. Giới bốn thì kheo và giới một thì không đi. Giới của nam nữ cư sĩ. Còn nếu mà chúng ta chia làm hai đó, thì chúng ta giới, nói giới của bậc xuất gia và giới của hành đại gia cư sĩ. Ở trong cái lĩnh vực nào thì chúng ta nói theo cái lĩnh vực đó. Thí dụ Đức Phật đã quy định về giới của Tỳ Khưu là 257 giới. Thì khi mà một vị Tỳ Khưu tu tập về tâm học giới định tuệ đó, thì lúc bây giờ giới học tăng thượng phải là Patimokkha Sanvarasila, là giới thu thúc được nghi. Còn nếu như đối với người cư sĩ, khi họ tu tập theo tam học thì tăng thượng giới của họ sẽ là ngũ giới hay là bát quan trung giới hay là thập giới. Khi nãy đến giờ chúng ta chỉ trình bày chánh ngữ chánh nghiệp, nó liên quan đến ngũ giới là thôi. Chúng ta dẫn chứng ra như vậy. Nhưng mà thật ra thì giới học tăng thượng nó tùy theo đối tượng tu tập. Khi mà một vị xuất gia như là vị tỳ kheo chẳng hạn mà vi phạm hay là bỏ qua những cái giới ở trong ứng hợp pháp hay là ứng đối trị, thì như vậy tỳ kheo đó anh chưa có cụ túc giới thì không gọi là vị đã thành tựu giới học tăng thượng. Còn đối với người cư sĩ, khi mà họ phát nguyện giữ năm giới hay là tám giới để mà họ có được cái sự thanh tịnh trong sạch mà họ hành thiền, thì trong trường hợp này cái giới tăng thượng của người cư sĩ đó chỉ là ngũ giới, bát quan trung giới thôi. Chứ bây giờ chúng ta đặt cái vấn đề là những cái học giới như là sử dụng âm thất, thì bây giờ mình tuân thủ theo luật đó là muốn cất liêu cốc. Thì mình nghĩ đúng thức tất có chư tăng, có chư tỳ kheo đến để chỉ định cái nền gốc một cách hợp pháp. Thì khi mà vị tỳ kheo không có
từ bỏ những cái việc mà thực hành theo giới và Đức Phật hành chánh định ở trong giới bổn, những cái điều sử dụng âm thất vân vân, thì khi vị tỳ kheo không có chấp nhận nhân bộ học giới như vậy thì vị này gọi là không thành tựu giới học tăng thượng. Trong khi đó người cư sĩ họ không có bị cái giới này, không được cái giới này chế định, cho nên họ chỉ không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối vũ trụ, như vậy họ đã thành tựu tăng thượng giới. Cho nên cái trí tăng thượng giới học chúng ta phải biết rằng là tùy theo cái đối tượng mà nó nới rộng ra hay là nó thu hẹp lại, thì chúng ta phải hiểu như thế. Cho nên ở đây trả lời cái câu thảo luận số 2 thì chúng ta nói rằng bất cứ cái học giới nào ở trong giới bộ và Đức Phật Ngài đã quy định cho hạng xuất gia, khi hạng xuất gia vi phạm thì như vậy gọi là không thành tựu tăng thượng giới học. Cũng như đối với người cư sĩ, những cái học giới nào mà khi thọ trì trước đó chưa tăng và được truyền giới, như vậy thì những người cư sĩ này khi họ giữ đúng thì họ cũng thành tựu tăng thượng giới học. Cái này chúng ta nói không tích chứ không, chúng ta không thể nói theo một chiều được. Chúng ta xin được trả lời cái câu hỏi của thượng đế đặt như vậy. Nam mô A Di Đà. Cùng thỉnh trường tọa tề sư Ly nghỉ. Và bây giờ thì xin được thỉnh trường tọa tự quyền, không biết trường tọa tự quyền có không? Trường tọa có nghe được không? Nếu trường tọa tự quyền nghe được, xin trường tọa có thể cho biết. Dạ. Và một lần nữa xin hỏi trường tọa tự quyền, trường tọa có nghe được không? Dạ. Trường tọa tự quyền, chúng ta đang nói về chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Ví dụ có trường hợp là ngày đầu năm mà chúng ta cử, chúng ta không có nói những lời hung dữ với người khác, thì cái sự kiên tránh đó nó có tính là tránh ngữ không? Cái tình trường hợp. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sắc Khai, những người thuyền chúng kẻ đó. Các quý vị nghe rõ, dạ cảm ơn. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Nhật, chúng ta kính lễ đến Sư Phụ Thị Siêu, và các chức ảnh của Thọ Minh Hạnh. Sư Minh Thông, Đại Đức Tự Tri, cùng Sư Công Thanh đang hiện diện, thanh trạng trọng nhất của Đức Phật, Phật Tử. Dạ kính bạch thượng tọa, quả thật thì giả sử như là chúng ta có kiên, có kỵ, đó là chúng ta không nói, không nói ra lời. Chứ không phải là điều đó là chánh ngữ, không nói ra là chánh ngữ. Đây là cái lý thứ nhất, cái lý thứ hai nữa. Dẫu cho ví dụ như bây giờ mình nói một cái lời với người đó một cách nhẹ nhàng, một cách êm ái cũng chưa chắc là chánh ngữ. Bởi vì chánh ngữ ở đây là cái lời nói sự thật, lời nói không giả dối, lời ở trong cái giá trị sự thật đó, không giả dối đó, nó có sự nhẹ nhàng, có sự nhu nhuyễn, không làm đau khổ người, không làm đau khổ mình. Cái giá trị chánh ngữ, và cái giá trị chánh ngữ này để làm bất thiện pháp khi nói ra không phải là lời nói ác,
nói ra là nói lời nó quyết định người ta khởi sanh thiện tâm, hoặc chính mình đang thiện tâm cho người ta khởi sanh thiện tâm. Lời nói này không để cho ác pháp không xâm nhập, là để cho người nghe được hiểu biết, và người nghe thấy được cái chân, cái hư, cái nguyện. Thế mới là cái giá trị của chính nữ. Còn một ngày đầu năm cái cử mà không nói, không nói lời hung dữ ngày đầu năm, mình không nói lời hung dữ của đầu năm nhưng chưa chắc mình lại cái điều đó là chính nữ. Dạ, chắc chắn như vậy. Cho nên vì vậy, kính thưa quý vị, thì dĩ nhiên không phải chỉ là lần ngày đầu năm chúng ta phải kiên cử, mà nếu phải nói rằng là một đời sống tu mà hiểu biết đó, thì người ta sẽ kiên cử suốt cổ mai, không nhận nói tới lời nó hung dữ, không lời nói lời nó ác, hay không lời nói mà nghe mà chúng ta cảm thấy nó rất là khủng khiếp và rất là khổ đau. Dạ, cho nên có nhiều người rất là lạ. Cũng như bây giờ đó, bên đây tôi ăn chay cho nên tôi không có chửi, không có la, không có rầy. Vì cái tôi không đó, hay bên đây tôi tu, thì nói chung ăn chay thì bên đây tôi tu, cho nên đừng có làm gì, không có tôi chửi à. Thì cái lời nói đó chúng ta cho rằng người ta nói như vậy thì sự thật đã chính trong cái lời nói khác, trong cái lời nói bằng sân tâm của họ là lời nói không đúng. Hay ngay cả cái lời nói mà rất nhẹ nhàng mà trao chuốt, mà chúng ta nói là bằng cái sắc bột nhung, nghe thì nó rất là bình thường nhưng hiểu thì nó rất là thấm thiết. Thì lời nói đó cũng phải là lời nói hay, cũng phải là lời nói chánh ngữ. Chẳng những không phải là lời nói chánh ngữ mà cũng không là một lời nói tốt. Một lời nói phỉnh gạt, một lời nói làm cho cho người không đau khổ ngay trong hiện tại, nhưng điều tương lai đó, tương lai gần đó, họ hiểu ra, họ biết ra, họ cảm thấy rất là sốc, họ cảm thấy rất là bực bội, rất là khó chịu. Thì chính là giá trị sự thật mà tất cả chúng ta trong cái đời sống tu, cái đời sống bình nhật gì cũng vậy, chúng ta cũng nên nói thật, nói cái lời, nói cái lời hòa nhã, nên nói một cái lời nó mang tới cái an lạc cho mình và an lạc cho người. Lời nói nó mang tới cho tất cả được yên vui, được tốt đẹp. Dạ, kính mời thầy nói đây là cái câu trả lời của chính con. Nếu có được thì cầu một chút thì kính chúc thầy hoàn toàn năm một hai nhé. Sao thuộc cái trường từ đó về quyền sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy bạn nghe được không? Nếu sư Nguyên Thông nghe được thành sư Nguyên Thông thôi, hoàn kỹ trả lời cho câu thảo luận số 1. Một lần nữa xin hỏi sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy và nghe được không? Dạ, sư Nguyên Thông có việc này thì nó cũng hơi tế nhị một chút. Đây là trường hợp xảy ra với nhiều người Việt chúng ta đó, là thay vì qua bên Mỹ thì mình đi làm, bây giờ thấy đi làm nó bấp bênh quá và nó cũng mệt quá, nên chi mình chọn cái cách là mình sống bằng cái trợ cấp xã hội thôi, welfare. Thì nếu mà dựa trong tiếng nhìn của Phật pháp á, thì nếu mà mình không đi làm lấy welfare, mặc dù mình đi làm cũng được vậy, thì mình có gọi là thiếu chánh mạng hay không, hay là việc đó nó nghĩa là nó không có hại cho ai thì được? Xin kính thỉnh ý kiến của sư Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa sư phụ, các trường hợp với con đó, thưa sư phụ, khi mà con bên Việt Nam qua Mỹ thì Mỹ nó cho ăn welfare một năm, rồi sau đó thì con quen về ngôn ngữ, giờ biết ấy của Mỹ, thành ra con đi vào chương trình mà mình đi làm, đi tìm cách đi làm. Thì nhờ cái đi làm đó rồi có bỏ thời gian học hỏi. Vì vậy cho nên là con thấy là thời gian đầu con là có ăn welfare trong vòng một năm. Lúc đó là để ôn lại nghe nói tiếng Anh và hiểu biết cái xã hội, đó là
cái điều mà Mỹ nó cho phép những người mới qua Mỹ trong thời gian đầu như vậy. Và có nhiều người thì họ thấy là ăn welfare sung sướng quá, họ ở trong welfare hoài, thì sau này họ gặp cái problem là khi mà họ bị ăn welfare họ đâu có đóng thuế gì đâu, cho nên là họ sẽ không hưởng được những cái tiền mà thí dụ như cái vụ mà Covid giờ khoảng năm mấy nay đó, thì có những người đó họ thất nghiệp, họ khổ sở. Cho nên cái người nào mình làm theo cái tâm của mình thấy đúng đắn thì nó có cái lợi gì sao là mình làm đúng đắn. Còn nếu mà mình có thể đi làm được mà mình không đi làm ăn ở không đó, thì cái vụ đó bây giờ chính phủ Mỹ nó cũng đã rà xét lại. Và cái người mà có tu hành như là chư vị Phật tử có mặt trong chung này là những người là tu sĩ thì mình đã học pháp, cho nên mình hiểu là điều gì mình làm được thì mình làm, mà cái điều đó mình phải có chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Thì cái điều đó thì mình đi làm thì mình sống thì chánh mạng, còn mình không đi làm mà mình thời gian mình bên Việt Nam qua đây mình bỡ ngỡ thì chính phủ Mỹ cho phép mình để ăn welfare, thì cái đó cũng là chánh mạng trong thời gian đó. Nhưng mà lợi dụng thì có nghĩa là không, là một điều không đúng. Kính thưa sư phụ, con đem cái trường hợp của con để con trình bày đây, và dưới sự phán xét của sư phụ và đạo tràng ở đây, thì đó là cái sự việc mà gọi là cụ thể. Con xin trao mai này sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm là con sống như vậy có chánh mạng hay không chánh mạng, để con học tập thêm. Và con kinh xin chân thành tri ân chư vị để đóng tay nha. Dạ, con thỉnh mời sư phụ trở lại mic. Sa thú kính trình sư Minh Thông. Thứ vì còn 7 phút sau cùng thì chúng tôi muốn chia sẻ thêm với ông Phật tử là ở trong thoáng pháp năm hai trụ tánh thì hôm nay chúng ta học về trụ tánh giới phần, ngày mai chúng ta học về vô lượng phần và học về trí tuệ. Thì thứ vì sáu cái trụ tánh này nó mang cái cách tương đối hơi đặc biệt khi mà đề cập về cái chất của tịnh hảo, chất của thiện trong đời sống của chúng ta. Riêng về ba thuộc tánh giới phần này thì nó có cái công năng đặc biệt là nó tạo cho chúng ta cái nghị lực. Một cái người mà có giữ giới đó, thì quý vị chờ chúng tôi một chút nha. Một người mà có giữ giới đó thì tạo cho người đó có lòng tự tin là mình có thể làm được. Ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó, có những người mà họ không bao giờ có tự tin, họ thay đổi bản thân hết. Cái này là cái điều khủng lạ lắm. Ví dụ như họ làm một điều sai lầm đó, họ lặp đi lặp lại hoài không bao giờ thay đổi, mà đời sống không bao giờ thay đổi được. Cái chuyện mà mình không thay đổi bản thân được, tại vì họ thiếu cái giữ giới trong đời sống của họ. Dạ, họ thiếu giữ giới thì họ chịu, tức là họ cảm thấy bất lực với chính mình. Cái bất lực đó hay là thiếu nghị lực đó là do thiếu giữ giới. Bởi vì nếu một người mà học Phật để ý cho kỹ thì ba cái pháp mà để ý gọi là vun bồi công đức, thì cái bố thí thấy vậy, mà thật sự bố thí chỉ là cái pháp thấp nhất. Trên bố thí đó là trì giới, và trên cái trì giới đó là tu tập, đặc biệt là tu tập thiền định. Thì những pháp này đó trong đời sống hiện tại đã tạo cho chúng ta có cái nghị lực. Bởi vì một cái bí quyết mà trong Phật pháp đó nói rằng con người sống có nghị lực hay không có nghị lực, đó là người đó có thể tự mình hành trì những cái giới luật Đức Phật đưa ra, và ngũ giới của bác quan trai giới thôi. Khi mình hành trì những điều đó thì mình có nghị lực đặc biệt trong đời sống. Và điểm thứ hai, thưa quý vị, một cái người mà giữ giới đó
Nếu không sanh thiên thì họ có khuynh hướng sanh làm người. Và họ rất là khó để sanh vào cái cảnh giới của bằng sanh. Dạ, của bằng sanh hay là của những chúng sanh khác mà. Tại vì cái loài vật họ sống bằng bản năng. Dạ, quý vị thấy cái loài vật đó, nó sanh là thế nào, sống bằng bản năng. Trong khi đó loài người đó, mà chỉ riêng và đặc biệt là loài người đó, có một cái đặc điểm là cải thiện bản thân của mình, tức là làm tốt hơn, làm tốt hơn bản thân của mình. Và cái người mà có, chúng sanh mà có cái khuynh hướng gọi là cải thiện bản thân ấy, là chỉ có loài người thôi. Dạ, chư thiên cũng có nhưng mà không bằng loài người. Vì vậy theo trong kinh đó, thì cái cảnh giới mà chúng ta dễ tu nhất là cảnh giới con người. Bởi vì ở đây ấy, mình có đủ sự lựa chọn, mình có thể lựa chọn đời sống ác hạnh, có thể đời sống thiện hạnh. Mình phải sống tốt và sống không tốt, sống tà mạng và chánh mạng. Và do có sự lựa chọn như vậy đó, thì cái sự tu nó có giá trị. Và chúng ta có nhiều cái khuynh hướng là làm tốt hơn cho cuộc sống của mình. Quý vị thấy, nếu những chúng sanh như con vật, như con kiến, con ong cái kiến, hay là con beo, con sói, cọp, sư tử, cá chẳng hạn, thì nó sanh ra thế nào sống như vậy, nó không có cải thiện được đời sống. Tại cái loại như vậy, những người mà mà không bao giờ bản thân của mình thế nào thì sống với bản năng cái quyết. Các quốc gia như là Thái Lan, Đức, họ xem và rồi một cái người mà sống trong cuộc đời mà có nguyên tắc ấy, thì người này dễ cải thiện bản thân của mình hơn. Nhưng mà nếu mà mình có nguyên tắc rồi, được học hiểu thì điều đó tốt hơn.
Chúng ta nhớ Socrates, một triết gia của Hy Lạp, đọc có một câu như vậy. Ông đó ở trên đời này đó, cái người khôn đó, là người có thể học được từ các bậc thiện trí, học từ người này và người khác. Người trung bình đó, là chỉ học bằng cái kinh nghiệm bản thân của mình. Và cái người ngu là người mà luôn luôn cảm thấy thỏa mãn với chính mình mà không học cái gì cả. Thì điều đó nó có một cái, câu đó nó có ý nghĩa rất là thú vị đó. Là có những người suốt cuộc đời họ không học được cái gì, không cải thiện được cái gì. Ví dụ như là mình nấu ăn dở, không cải thiện nấu ăn ngon. Mình làm chuyện đó xấu, mình không làm cho tốt hơn. Cái đó gọi là người mình thiếu trí. Còn cái người trung bình á, thì họ học chính kinh nghiệm bản thân của họ. Và họ làm lần này nó trật, lần sau họ làm lại. Nhưng mà họ phải tự dò dẫm rất là nhiều. Còn cái người khôn mới là đi học ở bất cứ nơi đâu, ở bất cứ trường học nào, dù ở đó là một đứa trẻ, dù ở đó là một cái trường học buồn, lúc mà mình gặp thất bại mình cũng học được từ cái thất bại của mình. Mình nghe lời hay mình cũng học được. Cái đó là một thái độ rất là khôn ngoan của đời sống. Thì câu đó một số hát á, nhắc cho chúng ta thấy một việc là tất cả những người có trí đều là những người có cái khuynh hướng cải thiện bản thân của họ, sống bằng nguyên tắc. Khi mà chúng ta qua bên Mỹ, thưa quý vị, khi sống bên Mỹ đó, thì người ta hay có những cái bài viết, những bài viết họ nói rằng những cái nguyên tắc mà tất cả những người làm giàu nào đều có, hay tắc của những người mà đóng một vai trò gì trong xã hội đều có, thì chúng ta thấy rằng những nguyên tắc này nó tạo thành một cái nếp, mà cái nếp có lợi lạc và cần thiết. Bây giờ chúng ta nói không có nguyên tắc, giống như trường hợp rồi mình nói mình nấu ăn, muốn nấu sao nấu, thì thật ra nó chẳng đi về đâu hết. Giờ quý vị nào nấu ăn biết rồi, mình nấu mình muốn bỏ bao nhiêu đường, bao nhiêu muối mặt mình, nhưng mà rồi bây giờ mình học được người khác, muốn nấu món ngon như vậy là về cái phân lượng, nếu mà nước với đường với muối với những nguyên liệu khác thì mỗi thứ bao nhiêu, và bao nhiêu đường nó cho bao nhiêu nước, bao nhiêu muối, bao nhiêu nước vân vân, thì nó sẽ ngon hơn. Tại vì sao vậy? Người ta gọi là đúng phân lượng. Và mà khi nào mà làm cái gì nó trật á, nó quá độ á, thì nó sai cái phương pháp. Thì cái chữ gọi là chánh ngữ trên mạng nó cũng là một cái gì đúng phân lượng. Như cách đây một hai hôm đó, chúng ta có đề cập đến Đức Phật dạy về cái lời nói. Và cái lời nói gọi là lời nói mà được khuyên đó là chúng ta nên nói lời nói thật, lời nói đúng thời, lời nói có lợi ích và lời nói hòa nhã, và cái lời nói với thông tin. Thì thưa quý vị, những điều đó mới nghe thì không phải là một cái bài công dân giáo dục đâu, ở đó là những công thức làm cho cái lời nói được hiện diện, được tốt, được đẹp. Thử tưởng được đi, một người nói thật mà nói không đúng thời, nói phi thời, hay là người nói thật mà không lợi ích, hay là nói thật mà nói không có hòa nhã, nói thật mà không nói tâm từ nữa khác. Thật ra những điều này chúng ta không có cái khả năng để chúng ta biết hết, và rất là may mắn cho chúng ta là chúng ta được Đức Phật. Đức Phật để cho chúng ta cả một kho tài lớn lao, những điều đó Ngài dạy rất kỹ. Vấn đề là chúng ta học hay không. Thật ra trong kinh có cái câu nói như vậy là đối với kẻ vô văn Phật phàm phu, không được nghe và hiểu lãnh hội pháp của các bậc thánh thì như vậy đó. Nhưng mà đối với một người và thiện trí, được nghe và hiểu đạo lý bậc thánh, cái quan trọng là mình nghe, mình hiểu, và đồng thời mình có một cái nguyên tắc là điều đó nên hay không nên, thì nó khiến cho cuộc sống rất là khác biệt lắm. Nên chi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó là những cái nguyên tắc, những cái đạo lý mà Đức Phật dạy chúng ta. Về điểm này mới nghe thì rất là dễ hiểu, không có khó, nhưng mà để mà áp dụng đó là một chuyện khác. Và chúng tôi nhắc quý vị là rất nhiều Phật tử luôn luôn đặt quan trọng là mình bố thí, thậm chí mình thấy rằng
mình phải có nhiều tiền rồi mình mới làm bố thí lớn vân vân. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng thì giới mà tu tiến, thì giới mà tu thiền đó còn phước hơn bố thí nữa. Dĩ nhiên cái cam là trái cam, ta táo là trái táo. Nhưng mà đừng bây giờ nghĩ rằng mình đã có tiền bố thí nhiều mà có phước. Ở dự giới rất có phước lợi lạc cũng như tu thiền đó. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp của Đa Đam Ma. Kính trên chư tôn đức đã vào trong để thuyết giảng lệnh liệt với ngài. Xin chào toàn quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô.